Những ngày Tết như thế này thì người dân Lào họ tin rằng đây là một trong những loại hoa mang lại sự may mắn cho họ. Giống như ở Việt Nam mình, ở miền Nam thì nó có hoa mai, còn ở miền Bắc thì có hoa đào, là một cái đặc sản khá là phổ biến ở Lào. Theo ước tính của thế giới, Lào là một cái đất nước mà có tỷ lệ ăn xôi nhiều nhất trên thế giới. Lưng của Bùi Hồ, đây là rất là nhiều cô chú anh chị đang ngồi trên một chiếc xe lam. Bởi vì á, chi phí vận chuyển nó thấp hơn và nó có thể thân thiện với môi trường vì có gió tự nhiên ở đằng sau này nè. Lâu lâu á, thì mình lại bắt gặp một cái hình ảnh khá là hài hước như thế này. Chú này khoảng hơn 60 tuổi và đang ngồi trên một cái chiếc xe lam. Rất cay mọi người. Họ sẽ ăn theo phong cách người Lào, họ sẽ do như thế này. Họ sẽ do bằng cái tay phải và họ sẽ do làm sao mà cho cái cục nếp đó nó nhỏ nhất có thể như thế này. Họ sẽ chấm với muối mè họ ăn và chấm bằng cái tay phải. À, đây. Mỗi quốc gia khác nhau có những cái phong tục tập quán khác nhau và Bùi Hồ lại thích sự thích nghi đối với những cái phong tục tập quán của họ như thế này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái khu chợ rất là nổi tiếng của người Việt ngay tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Ba Sắc, đó là chợ Đào Hương. Hôm nay là những ngày giữa tháng 4, không khí nhiệt độ ở đây rất là oi bức, tầm khoảng gần 40 độ C mặc dù chỉ mới 10 giờ sáng. Những ngày giữa tháng 4 này là những ngày tấp nập chuẩn bị không khí Tết Lào có tên là Bun Pi Mai. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ thắc mắc rằng tại sao Lào lại tổ chức một cái Tết ngay giữa tháng 4 như vậy. Thời điểm này á, thì cũng bắt đầu mưa. Đối với người Lào á, lễ hội té nước cũng như lễ hội Tết Bun Pi Mai là một cái lễ hội té nước rất là đặc biệt. Họ tin rằng khi những giọt mưa đầu tiên xuống sẽ xua đi những cái xui xẻo của năm cũ và rước vào những cái lộc của năm mới. Ngày hôm nay có mặt tại đây, tại khu thủ phủ của người Việt ngay tại tỉnh Chăm Ba Sắc, thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị một cái Tết của người Lào cũng như là xem cái cách người Việt họ hòa nhập với lại cái không khí Tết của người Lào như thế nào. Việc mà họ chuẩn bị ăn Tết như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong ha. Ngày hôm nay á, ở đây rất là nhiều những cái chiếc xe ô tô, từ những cái chiếc xe tải đến những cái chiếc xe sang xịn mịn như là BMW ở bên đây nè cô bác quý anh chị. Anh Tiến có thể quay bên đây. Đây là chiếc BMW rất là sang đúng không? Còn bên đây là một cái chiếc xe tải. Xe tải ở đây không phải là để chở hàng hóa, mà xe tải ở đây cũng có thể là chở người. Đối với ở Lào, xe vận chuyển hàng hóa cũng có thể chở người được, và đó là một việc khá là bình thường, không vi phạm luật giao thông ở Lào nha cô bác quý anh chị. Ở trong này thì rất là nhiều xe đang đậu ở trong này để họ chở gia đình, những người thân đi mua sắm Tết tại Lào. Đây là một cái chiếc xe tải ở đằng sau chở rất là nhiều người đang đi chợ để sắm đồ. Chắc có lẽ là họ đang mua đồ để chuẩn bị một cái không khí Tết sắp đến ngay tại Lào mọi người. Sẽ không khỏi bỡ ngỡ khi ở đằng sau chiếc xe tải này có một cái chiếc chiếu nè, để mọi người có thể ngồi nó không bị nóng á. Spidey. Ở Lào 3/4 địa hình là đồi núi, nên việc bắt gặp những cái cô như thế này bán những cái sản phẩm từ núi gừng là một điều khá bình thường. Ví dụ đây là một loại cây gừng nè. Bùi Hồ cũng không có rành loại cây này là cây gì, nhưng mà biết nó là một cây gừng dùng để điều trị bệnh. Dạ. Yeah. Cô không biết, cô không biết nói tiếng Việt. Còn đây là một loại tinh dầu chế từ cây gừng. Cô cho rằng cái tinh dầu này á có thể sức dùng để trị xương khớp. Và đặc biệt là mọi người cũng có thể thấy tất cả các sản phẩm thuốc ở đây là từ cây gừng tự nhiên ở Lào hết nha. Ví dụ như ở đây có củ gừng, gừng đen hay củ nghệ nè, rất là nhiều luôn nha mọi người. Và ở đây là giống như là thuốc gia truyền của Việt Nam, họ tự bào chế bán ra quốc rất là nhiều đời. Và không nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị cùng qua đây để xem không khí Tết của Lào chuẩn bị là như thế nào. Khập chai lại. Ở Việt Nam vào những năm trước đây, những cái chiếc xe lam như thế này
khá là một phổ biến, thì hiện nay không còn nhiều nữa. Và đối với ở Lào, những cái chiếc xe lam, những chiếc xe túc túc và những chiếc xe xám lọ là một trong những phương tiện khá là phổ biến ngay tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc. Đây mọi người, phía sau lưng của Bùi Hồ đây là rất là nhiều cô chú anh chị đang ngồi trên một chiếc xe lam, bởi vì á chi phí vận chuyển nó thấp hơn và nó có thể thân thiện với môi trường vì có gió tự nhiên ở đằng sau này nè. Ở Lào á thì mọi người gặp nhau chào một cái câu khá là thân thiện, mặc dù chưa quen biết nhau. Ví dụ như mình có thể chào bằng một cái tiếng Lào như thế này: Si bai đi, Si bai đi, Si bai đi. Mọi người thấy khá là thân thiện không? Ở đây chúng ta có thể thấy được ba hàng ghế. Ở đây chở người và chở người luôn. Hàng hóa thì được chất ở trên một cái, ở trên mui của chiếc xe như thế này. Ngày hôm nay á, thì khu chợ này lại tấp nập hơn với lý do là những ngày cận Tết, một cái Tết truyền thống của Lào có tên là Bun Pi Mai, hay còn gọi là lễ hội tạt nước. Xin bài đi. Lâu lâu á, thì mình lại bắt gặp một cái hình ảnh khá là hài hước như thế này. Chú này khoảng hơn 60 tuổi và đang ngồi trên một cái chiếc xe lam đó, để chú chờ, để mọi người khi đầy xe thì mọi người có thể chở chú đi về nhà, vì đây là cũng thời điểm chợ gần tan rồi. Xe bay đi, xe bay đi, xe bay đi. Đây là các đứa bé ở Lào đang cùng với mẹ của mình đi ra ngoài chợ để mua sắm một ít gì đó cho ngày Tết. Còn đây là chiếc xe xám lọ. Xám có nghĩa là ba, xám lọ là ba bánh đó mọi người. Ở đây cô bác anh chị có thể thấy đây chỉ có một bánh thôi đúng không? Ở đằng chiếc xe gắn máy hai bánh nữa là ba bánh. Những ngày Tết như thế này thì người dân Lào họ tin rằng đây là một trong những loại hoa mang lại sự may mắn cho họ. Giống như ở Việt Nam mình, ở miền Nam thì nó có hoa mai, còn ở miền Bắc thì có hoa đào. Nhìn cũng khá là xinh ha. Nó là một màu vàng tượng trưng cho sự tài lộc đó mọi người. Đi ba đi. Mặc dù là ngay tại chành xe bến xe chuyên vận chuyển và hàng hóa tấp nập, nhưng chúng ta cũng có thể thấy được sự thân thiện của người Lào đối với những du khách đặt chân đến đây, chẳng hạn như là Bùi Hồ. Mình có hỏi một cái câu hỏi vui như thế này đối với một anh người Việt sống tại Lào, là những cái chiếc xe này có đăng kiểm hay không, thì anh nói là anh cười thôi chứ anh không có nói gì như thế nào hết mọi người đó. Thậm chí khi mà hàng hóa chất đầy thì họ sẽ dùng những cái tấm lưới để có thể là làm cho hàng hóa nó không có rơi ra khỏi cái mui á. Mà mọi người có thể thấy được rằng từ cái mui đi lên á, nó khoảng hơn nửa mét, thì chạy ngay chỗ dòng nó có đủ độ an toàn hay không. Nhưng ở đây, ở Lào khá là bình thường. Đáp lắm. Đây là những hàng hóa họ mua ở chợ về xong và họ sẽ để lên xe như thế này. Thậm chí là xe chở xe luôn. Một cái chiếc xe xám lọ đang chở một chiếc xe gắn máy ở trong kia kìa mọi người. Đây là những miếng thịt heo họ sâu vào và họ sẽ nướng và bán cho thực khách. Và khi thịt heo này nướng lên á thì họ sẽ được ăn kèm với lại xôi nếp
Xôi nếp là một cái đặc sản khá là phổ biến ở Lào. Theo ước tính của thế giới, Lào là một cái đất nước mà có tỷ lệ ăn xôi nhiều nhất trên thế giới. Xin vai đi. Việt Nam à? Dạ, Việt Nam. Việt Kiều. Việt Nam. Đây Việt Kiều. Dạ, Việt Kiều. Anh là Việt Kiều. Anh tỉnh nào quá? Anh tỉnh nào? Quảng Bình. Dạ. Đây là thịt heo sâu đúng không? Heo sâu. Một sợi như thế này là nhiêu? Một sợi kiểu vậy 8.000 kiếp. 8.000 kiếp là mình chuẩn bị cho Tết đúng không? Hả? Này là bán ngày thường nào cũng bán hay là Tết mới bán? Thường ngày ông bán. Dạ. Ờ, ăn chuyên chuyên Lào, ăn chuyên chuyên với tôi vậy. Dạ. Tôi với Teo Padek á. Dạ. Những ngày này á, thì đó giống như là Tết ở Việt Nam vào những ngày 27, 28 Tết. Tết ở Lào á, thì được diễn ra từ ngày 14 tháng 4 cho đến ngày 16 tháng 4. Chỉ 3 ngày thôi mọi người. Và đặc biệt á, là rất là sung túc luôn. Cho rằng á, ngày 14 á, là ngày cuối năm. Ngày 15 á, là ngày chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ngày 16 á, là ngày bắt đầu của một năm mới. Và bắt đầu của một năm mới được tính từ lúc 7 giờ sáng nha mọi người. Đối với ở Lào á, thì người dân họ sống và làm việc khá là muộn. Cuộc sống ngày mới chỉ được bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Ở đây một cái chiếc xe lam cũng khá là nhỏ, như mọi người có thể thấy rằng đầy ắp những người ở trên đây. Có thể là khoảng chừng hơn 20 người. Chiếc xe tải họ chế thành một chiếc xe lam có mui đó mọi người. Và trên kia chở đồ trên kia nữa kìa. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào nơi một cái khu ẩm thực của người Lào những ngày cận Tết như thế này ha. Ôi một cô bé Lào rất là xinh luôn. Cô ở tỉnh nào? Cô ở tỉnh nào? Ở Việt Nam á. Sao? Cô ở tỉnh nào? Đây hả? Ở Việt Nam, ở Việt Nam á. Ồ, đây Việt Nam thì quê của ba là ở cái gì đó? Ở Đồng Hới á. Đồng Hới, Quảng Bình. À, theo ước tính đó, thì rất là nhiều người miền Trung di chuyển sang đây và họ sinh sống và làm ăn tại đây rất là nhiều đời. Chẳng hạn như đây là một cái cô đang bán vàng ngay tại chợ Đào Hương nè mọi người. Thì ba mẹ của cô là sống ở Quảng Bình cũng khá là lâu và cô sinh sống tại đây từ nhỏ đến lớn luôn, cũng mấy đời rồi. Thì bây giờ ba mẹ sang đây rồi ba mẹ lấy nhau rồi đẻ con ra ở Lào. Theo ước tính ngay tại tỉnh Chăm Ba Sắc này hơn 2/3 là người Việt sinh sống tại đây. Tại đây, tại đẻ luôn. Tại yeah. Từ đẻ bây giờ 64 tuổi rồi. từ khi đẻ đến giờ luôn. Là ở Lào nên được 64 tuổi. Nhưng mà cô vẫn còn giữ được rất là hay về cái bản sắc là tiếng Việt. Dạ có, nó có 7 khu xóm Việt Kiều thôi. Người Việt Kiều Tân Phước, Bình Thôn đẻ ở xóm Bình Thôn. Dạ. Tân An. À, cô thì con hỏi chia sẻ một tí xíu về Tết Lào. Thì Tết Lào diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 cô ha. Ừ. Và có gì đặc sắc không cô ha? Cô có thường cô có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Sao? Đặc sắc á, những cái gì hay của Tết Lào á. Ủa thì họ hút nước nhau vui vẻ vậy đó. Dạ. Vui, đi đâu cũng bị ướt hết. Đi đâu cũng bị ướt hả? À, đi đâu cũng phải ướt hết. Nhưng mà tại sao ướt lại vui? À, vui thì cái Tết của họ. Phải mặc cái áo bông bông, rồi có bông có gì nữa là đi hút nhau. À, con nghe nói là họ sẽ thích nhuộm tóc đúng không? À, dạ đúng rồi. Màu vàng, màu xanh, màu gì có hết trên cái đầu họ. À, đúng rồi, người Lào á. Người Lào họ thích nhuộm tóc vào những ngày Tết. Rồi sau ăn Tết xong rồi là không nhuộm nữa. Nhuộm trở lại bình thường. Xong là bình thường. À. Xong là đi vô chùa là họ đi tới chùa họ hút nước nhau. Chùa nào cũng đây, chùa nào cũng có hết. 3 giờ là họ đem Phật xuống là tắm. 3 giờ chiều hả? Dạ. 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. Dạ. Chùa hôm nay có không? Không, ngày 14 mới có phải không? À, bắt đầu từ 14. Dạ.
Ngày 14 là Tết Lào đó, là ngày đó có. Cô đã tham dự được, cô đã sống ở đây được 64 năm từ lúc sinh ra. Dạ. Vậy thì cô có thường ăn Tết Việt không? Thì ăn chứ, năm nào ăn chứ. Tết Việt so với Tết Lào là khác Tết nhau Việt, ở chỗ nào? Tết Việt, Tết Lào ăn hết. Tết Việt so với Tết Lào thì khác Tết nhau Việt, ở chỗ nào? Tết Việt thì tới nhà thăm nhau, có bánh tét, bánh gì, mứt, bánh gì đó có hết. Lấy cái tiền này nè, lì xì. Lì xì họ, nhưng mà ở đây họ không cho bán. À, đối với Tết Lào thì họ dùng tiền mới để đem vô cúng chùa, để vô những cái khánh. Dạ. Đúng không con? Dạ. Cô tên gì, cô Phước hả? Hả? Cô tên Phước hả? Không, kìa. Tên đó, kỹ kẹo vung phiền. Ở trên nè. Đây mọi người. Ở trên nè. Bản tên thì bản ngoài kìa. À. À. Tiếng Lào không à? Ôi, Tết rồi con chúc cô sức khỏe dồi dào, gặp được nhiều điều may mắn. Dạ. Bye bye cô. Bye bye. À. Đây là một cái khu ẩm thực của người Lào. Ở Lào thì họ rất là thích ăn những cái món nướng hoặc là những cái món quay như thế này. Chẳng hạn như đây là có heo quay. Chỉ là người Lào hay người Việt? Người Việt. Người Việt hả? Dạ. Dạ. Hôm nay là mình bán gần Tết, mình bán heo quay có nhiều hơn không chị? Nhiều hơn ha. Ngày Tết này chị bán bao nhiêu con? 6-7 con anh. 6-7 con. Ngày nào là bán nhiều nhất hả chị ha? Tết á? Tết Việt. Tết Lào á? Tết Lào hả? Ừ. Trong ngày 14. Ngày 14 là nhiều nhất. Ngày hồi tắm Phật đó, với ngày tắm Phật với ngày sau tắm Phật, đâu cũng khé mới bán được nhiều. Ngày 14 là ngày tắm Phật ở chùa. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ, còn ngày sau tắm Phật là ngay ngày 16. Heo quay này bao nhiêu tiền một ký chị? 180.000 kiếp ha. Dạ. Đi lô bay ở sống sen. Và thậm chí là có thể ăn thử như thế này mọi người. Bánh tua đấy mẹ em. Đây là gói lại bằng giấy dầu. Chị ở tỉnh nào của Việt Nam? Hả? Việt Nam chị ở tỉnh nào? Ở Việt Nam à? Em là người Việt kiều ở đây. À. Ba mẹ sinh ra ở đây. Ba mẹ em sinh ở Việt Nam. Có nghĩa là sinh chị ra ở đây. Chị được sinh ra ở đây. Em quê Bình Định. Bình Định. Chị bán được bao nhiêu năm rồi? Bán được 2-30 năm rồi. 2-30 năm. Bên kia là cô kia người Lào? Người Tàu. Người Tàu. À. 2-30 năm rồi đấy. 30 năm. Dạ. Quê em mới là Bình Định. Ở Bình Định. Yeah. Heo này là heo mổ, heo cỏ. Yeah. Yeah. Heo Lào ăn rất là ngon đúng không? Thịt thịt nó rất là dai. Qua đây nha mọi người. Cảm ơn chị. Xì bay đi, cặp trai lại. Đây, cô này đang bán thịt heo luôn, thịt heo quay luôn. Giờ này thì cũng gần hết rồi, chị này bán gần hết rồi. Hết rồi. À, heo quay sẽ ăn kèm với lại nếp, xôi nếp. Với lại ăn rau. Rau cải. Rau cải. Ăn gì treo. Treo. Chấm treo. Đây là gian hàng đồ nướng ở Lào. Những cái thực phẩm từ cá, thịt sẽ được chiên lên hoặc là nướng, ăn với lại rau sống và chấm treo, ăn với lại nếp, xôi nếp ở bên đây nè mọi người. Thì ở Lào họ rất là thích ăn nếp, nên thành nữ là họ cứ đi nương đi gãy á, thì họ sẽ đem nếp theo, bỏ vào trong một cái này nhỏ như thế này nè, để họ đem lên nương, lên gãy họ ăn. Đây là một cái cô gái người Lào, xì bay đi, rất là dễ thương đúng không mọi người? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
thịt bò, nó được trứng vịt, cá, và kiếp, kiếp, mình đi kiếp. Mười ngàn. Dạ dạ. Chấm treo. Đây, còn đây là cá nướng nha mọi người. Cá nướng. Đó. Cá họ sẽ kẹp vô hai cái thanh tre như thế này. Họ sẽ nướng lên, rất là ngon. Như đây bán hột gà nướng nè, cá thịt nướng nè, rồi thịt trâu hay sao á, cá nướng với lại con cút nướng đằng kia nữa kìa. Anh này anh mua một cái cục xôi và anh sẽ dò lại, anh sẽ ăn với lại cá hoặc là gà gì đó nướng lên. Chẹp lại á lẩu. À. Á lẩu còn nhớ chấm cá đẹp. Quân Việt thì ăn bọc. Dạ. Ăn bọc. Quý vị ơi. Sư phan là 10.000 á. Rồi bây giờ mua xong thì mọi người đi à. Họ sẽ vô bọc như thế, rất là ngon luôn mọi người. À, rất là thân thiện luôn ha. Sibadi. Dạ. Ờ, quảng cáo hàng luôn. มาเด้อมาสื่อเด้ออาหารเด้อแดกเด้อพี่น้องหมูตีนหมูแดกแดกเด้อDây là một cái gian hàng bán những cái đồ nướng, những cái ẩm thực mà rất là đặc trưng của người Lào. Chẳng hạn như ở đây á, thì có một cái cánh gà nướng nè mọi người. Đó, cánh gà nướng. Ở đây thì có thịt nướng. Và thậm chí ở đây là có xúc xích nướng. Đối với người Lào á, thì ở đây có cả một cái con cá gô phi rất là to họ nướng lên. Đó. Đối với người Lào á, họ rất là thích ăn nếp. Và đến đây á, những ngày cận Tết như thế này mà không thưởng thức những cái món Lào thì đó là một điều rất là phí. Và đây là thậm chí á, là gà một nắng, gà Lào, gà một nắng nướng. Một sâu như thế này á, thì họ bán với giá là 10.000 kiếp. Thì nó tương ứng với khoảng 14.000 tiền Việt Nam. À, khẩu, mình sẽ mua khoảng 5.000 nếp. À, ăn kèm với lại gà nướng này để cảm nhận hương vị của nó cho mọi người biết. Cái chị này á thì không có gành cái tiếng tiếng Lào. Đây, ok. Chấm treo. Chấm treo. Nước chấm mà ngon nhất ở Lào đó gọi là chấm treo. À, mọi người thấy không? Và theo như Bùi Hồ được biết thì ở đây chợ rất là hay. Mình sẽ đưa 20.000 kiếp. Ok. Chợ ở Lào rất là hay. Đây là những cái gian hàng chỉ để buôn bán thôi. Khi mà mình ăn á thì họ sẽ dành một cái khu riêng biệt để cho mình tập trung nơi đó ăn. Và một điều khá là hứng thú đó. Và một điều á Bùi Hồ khá là thích á là chợ ở đây cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ khô ráo và họ không để động một giọt nước nào đó. Đó là một trong những điều mà Bùi Hồ rất là thích khi đặt chân đến chợ Lào. Đây là những cái bàn mà để thực khách có thể tự do ngồi ăn ở tại chỗ này.
Và cô bác quý anh chị có thể mà xem những cái chuỗi video clip trước của Bùi Hồ á, thì có thấy rằng chợ Lào cực kỳ sạch luôn mọi người. Họ làm một cách rất là tươm tất, sạch sẽ và không để động nước ha. Những cái gian hàng bán ở bên kia, còn đây là những cái bàn thực khách có thể tự do ngồi ăn và chọn một cái vị trí thích hợp để ngồi ăn ở tại chỗ này. Một cái điều mà khá là hiếm ở ngay tại ở Việt Nam, những cái chợ mà ở quê ở Việt Nam. Còn bây giờ thì Bùi Hồ đã chọn được một cái điểm này, sẽ quay cho cô bác quý anh chị coi luôn ha. 60 mấy năm mà cô là Việt Kiều Lào. Dạ, sẽ không hoa khi nói đây là thủ phủ của người Việt tại Lào. Đa số những người Việt sang đây sinh sống ở đây họ đã ở rất là nhiều đời. Như cô này à mọi người, cô đang bán nước nước giải khát. Và cô là người Việt Kiều Lào sống ở đây đã 60 mấy năm rồi. Cô sinh ra ở đây luôn hả cô? Dạ, cô có thường về Việt Nam không? Có chứ. Rồi. Đi chơi Huyện, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang đi hết rồi. Đi hết rồi. Có đi tắm biển không? Đi chứ. Tắm biển đẹp không? Đẹp. Vui. Tại vì đa số á, ở đất nước Lào á, thì không có giáp biển, không có biển. Đúng. Nên những người mà Việt Kiều á, thường về là sẽ về như là Nha Trang, Đà Nẵng sẽ tắm những cái bãi biển đẹp của Việt Nam đó mọi người. Cửa Lò, Cửa Chi đi hết. Cửa Lò ở Hà Tĩnh. Hà Nội có đi. Hà Nội cũng có đi luôn. Ồ. Đi vì Hạ Long đi. Nhìn Hạ Long luôn. À. Ôi trời. Sướng vậy. À. Bao lâu thì cô mới về Việt Nam lần? Năm 2 năm đi lên. 3 năm đó được về. Covid chẳng phải quê luôn. Yeah. Quê kiếm mà. Dạ, cảm ơn. Cũng đã chọn được một cái chỗ ưng ý để mà ngồi ăn trưa ngay tại chỗ này. Đây là nước chấm, một cái đặc sản của Lào đó là chấm chéo nha mọi người. Còn đây là gà một nắng mà Bùi Hồ mới vừa mua được. Họ phơi lên, rồi sau đó lát ra những cái miếng nhỏ như thế này. À, họ sẽ treo vào một cái, hình như là đây là những cái cây trúc á. Họ sẽ ướp với mè và một chút hương vị và nướng lên. Còn đây là phần nếp. Nếp ở Lào nó rất là ngon. Và như Bùi Hồ đã chia sẻ, Lào là một trong những cái đất nước sử dụng nhiều nếp nhất. Vì sao? Vì họ đi nương ở những đồi núi á, họ sẽ ăn nếp để cho nó lâu đói nè. Và người Lào họ cực kỳ thích ăn nếp. Có những người khá giả thì họ sẽ làm ăn với thịt gà hay là heo quay. Tuy nhiên có những người cuộc sống họ khó khăn hơn á, thì họ sẽ ăn với lại muối mè và họ sẽ để vô một cái thố. Còn bây giờ thì đây là một cái phần này, lúc nãy thì Bùi Hồ có đưa là 20 ngàn kiếp. 20 ngàn kiếp thì họ thối cho Bùi Hồ lại là 10 để xem lại tiền mọi người. Họ thối cho Bùi Hồ lại là 17 ngàn kiếp, là có nghĩa là họ chỉ bán cho Bùi Hồ là 13 ngàn thôi. 13 ngàn thì nó khoảng tương ứng với 20 ngàn cho một phần như thế này. Một phần ăn sáng khá là đơn giản nhưng mà đủ độ no nha. Người Lào á, họ ăn thì theo phong cách người Lào họ sẽ ăn bóc. Lúc nãy thì Bùi Hồ cũng có rửa tay rồi. Họ sẽ bóc cái phần nếp như thế này. Họ sẽ do do lại à, và họ sẽ ăn. Khi bóc á, thì họ sẽ bóc dùng cái tay phải. Họ sẽ dùng cái tay phải, họ sẽ đưa thức ăn này vô miệng. Nếp Lào cực kỳ thơm và ngon. Còn cái phần này gà một nắng mọi người. Ngày hôm nay là chỉ ngày 12 thôi. Ngày 12 tháng 4 chỉ là những ngày cận Tết thôi. Ngày Tết bắt đầu từ lúc ngày 14. Họ tẩm cái hương vị rất là vừa ăn. Và thậm chí ở trong này có mè á, nên nên cũng khá là thơm. Chấm chéo là một cái chấm nó có vị cay cay nha mọi người. Chấm chéo rất là cay. Và đây cục nếp họ sẽ không phải do tròn giống như Bùi Hồ đâu, mà họ sẽ ép cục nếp lại như thế này đó. Họ sẽ ép cục nếp cho nó thật chặt luôn á mọi người đó, như thế này. Và họ sẽ chấm với một ít chấm chéo này chẳng hạn đó. Chấm chéo này thì nó có vị cay nồng và nó không phù hợp với lại cái thời tiết nóng như là hiện nay. Thì cô bác quý anh chị có thể thấy là mồ hôi của Bùi Hồ cũng đã chảy gần rất là nhiều, gần là đầy trên mặt. Nhiệt độ bây giờ thì khoảng 40 độ C.
tinh miếng. Rất cay. Rất cay mọi người. Họ sẽ ăn theo phong cách người Lào, họ sẽ do như thế này. Họ sẽ do bằng cái tay phải và họ sẽ do làm sao mà cho cái cục nếp đó nó nhỏ nhất có thể như thế này. Họ sẽ chấm với mua mì họ ăn và chấm bằng cái tay phải. Đó. Đây. Mỗi quốc gia khác nhau có những cái phong tục tập quán khác nhau, và Bùi Hồ lại thích sự thích nghi đối với những cái phong tục tập quán của họ như thế này. Năm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ một cái Tết Lào cho quá quý anh chị á. Vì những năm trước đây, vì năm vừa rồi Bùi Hồ có chia sẻ về một cái Tết trong cho năm Khmer của dân tộc Khmer ngay tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Thì có một cái màu sắc khác trên cái kênh của mình á, thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một cái Tết gọi là Bun Bi Mai, một lễ hội té nước ngay tại Lào. Thật ra thì cũng chưa biết những nó có những cái gì hay vào những ngày Tết Lào, nhưng mà được tìm hiểu một số thông tin thì đây là một cái lễ hội để xua đi những cái sự xui xẻo nè, để mang vào những cái may mắn, nước vội rửa đi những cái xui xẻo và mang đến sự tốt lành, cũng như là đánh dấu bắt đầu một mùa mưa mới sắp đến để cho những cây trái đâm chồi nảy lọc. Và mùa mưa thì nó sẽ cây trái nó sẽ tươi tốt hơn. Ở Lào đó thì nhiệt độ nó nóng lắm mọi người, nóng kinh khủng lắm, bây giờ khoảng chừng 40 độ C á. Mà cô bác quý anh chị cũng như tất cả mọi người nha. Tại Bùi Hồ quen cái tay trái nên cầm cái tay trái, tức là ra đưa món ăn bằng cái tay phải. Cái tên tiếng Lào á, ăn gọi là kim khẩu đó, mình sẽ do cục nếp như thế này đây đó, nhỏ nhất có thể mình sẽ chấm cái miếng này. À, mọi người thấy không? Nóng quá. Vừa nóng, vừa cay. Nhưng mà không quên review cho cô bác quý anh chị biết về một cái những cái tục tại Lào, cũng như là chia sẻ về cái văn hóa ở Lào, cũng như là cuộc sống người Việt tại Lào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video lúc sau và những ngày ăn Tết tại Lào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Rất mong cô bác quý anh chị sẽ chia sẻ những cái đoạn video clip này cho mọi người biết thêm, cũng như là like, ủng hộ cho Bùi Hồ để có những cái hành trình thật là thú vị trên những cái đất nước khác nhau, cũng như là những cái chuỗi video rất hay về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.